Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay Nguyễn Huy xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 3 của Thiên Hài Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Khi nghe truyện, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của tác giả Lâm Gia Thái Bảo đã được Huy dán link trong phần mô tả. Tập 3 Mã Gương. Vừa nghe tin Hồng Quán gặp chuyện, Bảo An lập tức phóng ngay ra cửa, vì nó cứ tưởng Hồng Quán hiểu sai ý mình về sự nguy hiểm của căn nhà mộ khổng lồ này. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa thì Phúc Nguyên chụp một cái giá đèn trên tường, tán mạnh vào đầu nó. Lực đánh không hề nhỏ, đánh trúng một phát thì sức đầu mẹ tráng như chơi. Bảo An vốn là mèo tinh, giác quan luôn nhạy bén. Một đòn đánh lộ liễu như vậy của Phúc Nguyên dĩ nhiên đâu thể làm nó lơ là, mất cảnh giác đến độ lãnh trọn cái đòn ấy được. Ánh chớp đi đùng như muốn thổi bay cái cửa sổ. Tiếng đàn cò từ bên ngoài lại xông tới. Những âm thanh thê lương chồng lên cái không gian nhá nhem tối sáng này khiến cho người ta muốn nghẹt thở. Bảo An thấy nơi đuôi mắt hình ảnh Phúc Nguyên tấn công thì cúi người lộn về phía trước, nấp kế bên cái thùng quần áo giày dép trước cửa phòng. Mắt nó mở to, dường như không tin vào thứ đang xuất hiện ở trước mặt mình. Nó quát: "Ê, cái vụ gì đây? Chơi gì kỳ vậy?" Phúc Nguyên đứng im, đèn trong phòng vụt tắt đi. Chỉ còn ánh đèn cà na bên ngoài hành lang, nhưng cũng không thể chiếu rõ được thấy mặt của Phúc Nguyên. Thân hình của anh trung lắc, hệt như có con gì đó bên trong sắp xé toạc người anh để chui ra. Bảo An ngờ ngợ, nó thấy tay của Phúc Nguyên đang cầm cái giá đèn, sắp lao đến, bổ thêm mấy cú nữa. Một thứ tử khí bủa vây xung quanh, tràn ngập cả dãy hành lang. Cùng với đó là những âm thanh tông tổng, tiếng nước nhiễu chăng. Ở đâu đây? Căn phòng bây giờ trở nên tối om. Phúc Nguyên vẫn đang đứng bất động, Bảo An thì dường như bị khóa chân, nó đâu biết chạy đi đâu. Hành lang bây giờ đích thị là bị kéo dài ra đến vô tận. Thứ này chắc chắn là một loại ảo giác, kỳ lạ đến độ nó bủn rủn tay chân, chưa từng gặp cái loại này bao giờ cả. Bảo An đứng dậy từ từ, nó vẫn cảm giác thấy đó là Phúc Nguyên, nhưng anh ta đang bị thứ gì đó che mờ đi tâm trí rồi hay chăng? Bảo An kêu: "Ê ông anh, ê nghe tôi nói không, ông bị gì vậy?" Phúc Nguyên dừng lại đột ngột, anh ta bước lui mấy cái, chìm dần vào trong bóng tối của căn phòng. Bảo An đang phân vân không biết nên chạy đi đâu thì mấy ánh cà na hành lang chớp tắt như chào đón một ai đó sắp xuất hiện. Phía cuối hành lang ở bên tay phải, nó nhớ rằng chạy đường đó có thể xuống được cầu thang, nhưng với không gian như thế này biết đâu chạy sẽ bị dễ mãi. Nó phân vân dữ lắm. Khí áp trên người kẻ tấn công đó đúng là Phúc Nguyên. Nó sợ nếu như nó bỏ chạy, Phúc Nguyên sẽ bị làm hại. Bảo An vuốt mũi, nó quyết định sẽ đi vào trong căn phòng, lôi cái thứ quái quỷ dám ám lên người bạn bè của nó ra. Hai chân nó vừa di chuyển thì cái đầu Phúc Nguyên trồi ra đột ngột từ bóng tối của căn phòng. Da mặt của anh bị kéo căng, lộ ra xương gò má, mí mắt xếch lên, tựa như có một bàn tay nắm chặt lấy da đầu từ sau ót của Phúc Nguyên rồi kéo thật mạnh về sau. Hai tay anh chụp vào cạnh trên của thành cửa chính, hai chân cứ giãn ra. Cơ thể chính xác là đang bị giãn rất dài mới có thể làm được chuyện đó. Từ sau lưng Phúc Nguyên, một tấm vải đỏ thòng xuống rồi bò đến gần Bảo An như một con rắn. Miệng Phúc Nguyên há ra, toát hết da đến tai. Bên trong chui ra một cái đầu, có bọc vải đỏ thiêu qua, chỉ còn mỗi hai hốc mắt. Thứ quái quỷ đó cùng với tấm vải xông đến Bảo An. Bảo An trong một giây phút nó ngỡ ngàng, tưởng rằng Phúc Nguyên đã bị hại chết. Nó gào lên một tiếng thảm thiết, cho giận khí xung thiên vào tai, xòe ra dũng mãnh. Nó tán mạnh vào cái xác trùm vải, khiến cho cái xác chăn trai như một cục bông. Bảo An chụp tấm vải xé toạc một cái, thì đúng lúc đó từ phía sau tấm vải đỏ, một tấm vải trắng kỳ lạ từ đâu xông đến định trùm nó lại. Nó nhanh chóng nhảy lộn người ra sau, biết rằng chẳng thể cứu được bạn mình nữa, nó bỏ chạy về phía hành lang bên tay phải. Lúc bấy giờ chỉ thấy hai bên là những cảnh lặp đi lặp lại
của cửa gỗ ốp đá có khắc chữ: một chậu cắm hoa huệ trắng, một thùng quần áo cũ. Nó đang chạy thì cặp mắt chợt thấy được họ tên đang khắc trên mấy cái cửa đó. Chẳng phải là của ba người bọn nó hay sao? Cái cửa y hệt như một cái bia mộ. Qua quệ là qua giếng. Thùng quần áo trước y hệt như những quần áo giày dép của ba người. Các nào nói rằng họ đã chết rồi. Từ lúc cảm thấy tử khí trong ngôi nhà này, Bảo An đã dần lờ mờ nhận ra một thứ liên quan đến kiến trúc nơi đây, chứ các chuyện ma quái có thể xảy ra. Cho đến khi vào nhà ăn, nó mới biết chắc chắn căn biệt thự đồ sộ này của Triệu Kính Sĩ chính là một cái nhà mộ khổng lồ. Mùi tử khí tỏa ra từ chính căn nhà. Mộ nào mà chẳng có tử khí, ấy gọi là vật khí. Ví dụ như một cây dao làm ra, tuy chưa đụng phải máu thịt nhưng nó vẫn rất lạnh. Đó là vật khí của cây dao. Tạo ra cây dao mặc định thì nó phải lạnh rồi. Nhà mộ cũng vậy thôi. Dù chưa chôn ai vô, nhưng hễ nhà mộ đã xây xong chắc chắn sẽ lạnh và có mùi của tử khí. Vậy thì làm sao biết rằng cái nhà mộ đó xây xong rồi? Là do lớp gạch cuối cùng xây trên nắp mộ. Mộ xưa, đặc biệt là những mộ táng lớn, luôn có một kẽ hở nhỏ, như đã biết, tùy theo bố cục mộ mà có nhiều hay ít lỗ. 81 cái cửa của nhà này có khác gì so với mấy cái lỗ đó đâu. Chưa kể thợ còn chạm khuôn bao cho cửa sổ, chứ không đổ khuôn thạch cao. Cái thứ đó là lớp gạch trùm mộ, tầng 3 xây dựng vào là chớp mộ. Tóm lại, tất cả những thứ ở đây đều đã chứng minh Triệu Kính Sĩ đã tự xây nhà mộ cho mình. Một ngôi nhà hết sức hoành tráng, bảo sao mà chẳng có mấy chuyện ma quái cho được. Còn lý do ông ta làm như vậy thì chắc phải đập nát cái nơi này ra mới tìm hiểu được căn nguyên. Bảo An cứ chạy mãi trong cái hành lang dường như dài vô tận này. Bên phải là những khung cửa sổ trên cao, rồi những thứ ánh sáng đến từ sấm chớp. Khỏi nói cũng biết là nó đáng sợ. Chưa kể ở bên trong, ánh đèn cà na hiu hắt còn chớp tắt liên tục, khiến cho không gian màu vàng trắng đen xen kẽ này như bị một thứ áp lực kéo giãn ra rồi lại bóp vào. Những cánh cửa sổ lá sách và cửa phòng cứ mở ra khẽ rồi đóng vào rất mạnh, liên tục như vậy. Nếu là người thường thì chắc chắn sẽ đái ra quần mấy mươi bận rồi, chứ đâu được bình tĩnh lo chạy như Bảo An nữa. Nó nghĩ thầm là phải đi tìm Hồng Quán. Càng lúc nó càng tin cái thứ hồi nãy không phải là Phúc Nguyên. Tình thế này phải nhanh chóng gặp Quán mới được, vì nếu đây là một nhà mộ thì sẽ vào đúng chuyên môn của Hồng Quán rồi. Bảo An đứng lại thở gấp, tình hình thật là không ổn. Có một dải hành lang nãy giờ nó chạy có lẽ cũng đã một hai cây số mà chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Đèn vụt tắt. Cả dải hành lang bây giờ chỉ còn ánh sáng từ sấm chớp. Sấm chớp kéo dài, nhá lên rồi tắt liệm, tắt rồi lại nhá lên. Rèm cửa sổ bay tứ tung, phân nửa hành lang được rọi sáng, phía cuối thì đen đặc. Bảo An thở mạnh, phen này sắp sửa tới cái gì nữa đây. Bỗng dưng nó nghe tiếng tách, tách, gạch, như có ai đó cầm hai thanh tre gõ vào nhau lấy nhịp để hát động dao vậy. Âm thanh vang ra từ khắp nơi, chẳng thể đoán được là từ đâu. Phía trước giữa hai cái cửa sổ có một cái váy đen và một phần áo sậm đỏ đang lơ lửng. Đúng là nó đang bay nhảy tựa hồ như một người vô hình đang mặc vậy. Bảo An suy nghĩ từ đầu cho tới cuối, chẳng lẽ lúc nào cũng thấy hình ảnh của cô gái mặc áo đỏ váy đen tự sát hay sao? Rõ ràng bí ẩn từ ngôi nhà này đến từ cô ta rồi. Cái áo nhấp nhô, váy xòe ra, như có một cơ thể vô hình đang mặc nó nhún nhảy. Một tiếng cười hí hí lạnh lót vang lên, nghe mà chạm vào trong xương tủy, lạnh ngắt đến đáng sợ. Là giọng của cô gái trẻ. Tiếng gõ nhịp cùng với một giọng hát động dao lạnh ngắt nổi lên từ từ. Tình tình tan, mày động đầy, tao móc mắt, mày kêu khóc, tay tao chặt, cho đừng ăn, miệng bị xé, cười tí te, mặc áo đỏ, mặc váy xòe, bắt con ếch, tao lột da,
bậy lau mắt, cười ha ha. Bài đồng dao vang lên, cái váy lắc lư theo từng nhịp gõ cành cạch. Hai tay áo sẫm đung đưa như đang vùng vẫy. Cái thứ kỳ quặc áo đỏ váy đen hát xong bài đồng dao, nó chìm dần vào trong bóng tối phía cuối hành lang. Bảo An nghĩ thầm: mày hù tao, không dám đi đường đó hả con, còn khuya. Bảo An hít một hơi, nó dẫn khí vào hai tay. Ngón tay được cường quá cứng chắc, móng vuốt lấp lánh màu tím, mắt mèo ánh lên màu vàng pha xanh như hai hòn ngọc trong đêm. Nó bước từ từ lên phía trước. Đường tối thui, nhìn không quá 8-9 bước chân. Chỉ có mỗi chỗ ánh chớp lọt qua cửa sổ thì mới sáng thôi. Phần xung quanh thì lờ mờ. Không gian lạnh lẽo hệt như lúc ba người bọn nó đứng ở sảnh chuẩn bị vào trong nhà ăn. Bảo An nhìn bên phải, chỗ bên dưới mấy cái cửa sổ, có thứ gì đó màu trắng đang động đậy. Do bóng tối dày đặc, lại xa, căng mắt lên nhìn không rõ được. Bảo An thấy hồi hộp, có suy nghĩ len lỏi trong đầu nó là đến gần để xem thử cái thứ trắng trắng đang nhúc nhích kia là cái gì. Đúng lúc đó, chớp nổi lên như muốn xé toạc bầu trời, ánh sáng soi rọi cả một khu hành lang. Đúng là hành lang dài đến vô tận, không thấy được điểm đầu điểm cuối. Ánh chớp không những giúp cho Bảo An thấy sợ thêm cái hành lang không có hồi kết, mà nó còn làm cho nó thấy được cái thứ trắng động đậy kia là cái gì. Chính là những hồn ma xõa tóc, mặc áo liệm màu trắng, đứng buông lỏng hai tay, đầu quay về hướng Bảo An nhưng cúi gằm mặt xuống. Hồn ma thì Bảo An không sợ, nó chỉ sợ cái hành lang dài đến vô cùng này mà thôi. Nó chợt nhớ lại rồi chửi thầm: mẹ nó, lọt vô trong cái mã gương rồi. Mã gương là gì? Lúc kiến trúc Pháp lần đầu du nhập vào cái xứ thuộc địa này, người Việt không thích lắm đâu, vì người Pháp chuộng các kiến trúc đối xứng, kể cả cầu thang đối nhau hoặc cửa đối nhau, những điều mà người Việt khá kiên cự trong xây cất. Nếu kiến trúc đối xứng có lối đi đối nhau ở cửa phòng và cầu thang thì dễ bắt gặp phải ma quỷ, hệt như một cái gương dẫn về nơi âm tạo địa phủ, gọi là mã gương. Nhà của Triệu Kính Sĩ chính là một thứ đối xứng như vậy, từ bên ngoài đã cho cảm giác tương tự. Bảo An nhớ lại, cầu thang dẫn lên tầng trên nằm ở bên góc nhà bên phải, từ ngoài nhìn vô. Nhưng quá trình đi về hành lang tầng 2, 3, bên trái nhà không có cầu thang. Làm sao một kiến trúc đối xứng lại quên cái điều này được? Có chăng là một cái mã có hai khoang mà thôi, một khoang bên này đối xứng với khoang bên kia. Cho nên nếu đúng, thực ra là có hai cái sảnh, vậy cái sảnh kia đâu? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng biết đâu được là do nó đang ở bên trong cái mã gương ma quái này mà thành ra có suy nghĩ như vậy thôi. Lý do ngôi nhà biến đổi ra như vậy nó còn chưa biết mà. Bảo An chuốt mồ hôi, nó nghĩ bây giờ chạy về hai hướng hành lang cũng vô dụng, vào phòng thì càng như chui đầu vào rọ, chứ còn cách chui qua cửa sổ. Nãy giờ nó vẫn chưa thử ra bên ngoài cửa sổ hành lang có cái thứ gì kia mà. Nó ngước nhìn lên, thành cửa sổ cao tầm 3 thước, nhảy lên thì dễ, nhưng nhìn tấm rèm trắng phất phơ không khác gì trướng tan. Bên ngoài thì tối lờ mờ, sẽ có thứ gì chờ đợi nó chứ. Mấy cái bóng trắng bắt đầu lúc lắc cử động thân mình, phát ra những tiếng ú ớ. Chân, chân, đừng. Bảo An hít một hơi, sợ rằng nhảy không đủ lực thì bị cái đám hồn ma kia nắm chân lôi xuống thì hỏng bét. Nó đạp thật mạnh, nhảy lên bậu cửa một cách dễ dàng. Nó nhìn xuống cảnh tượng bên ngoài thì thập phần hốt hoảng. Khắp nơi bị bao phủ bởi một cái rễ cây khổng lồ, nhưng không thấy phần thân cây ở đâu. Bên dưới là những dòng nước đỏ như ngọc âm, bốc mùi hôi thối, xác người trôi lềnh bềnh. Kiểu này nên làm sao mới đúng đây? Nó không tránh khỏi tâm trí phân vân. Bất ngờ, tiếng chuông vang lên, là thứ tiếng chuông đục ngầu, bè bè khó chịu, hệt như lúc 11 giờ. Nó mới sực nhớ ra, lúc đi coi hết các ô cửa và phòng trong nhà, đâu thấy cái phòng nào có chuông. Vậy thì tiếng chuông đó từ đâu mà ra? Lúc 11 giờ tiếng chuông kêu một lần, khi ấy tựa hô vừa dậy, bây giờ kêu một lần nữa, có khi nào mọi chuyện sắp chấm dứt hay không? Quả thực là như vậy.
Căn nhà vừa khi vang lên tiếng chuông thì cũng trở lại như bình thường. Một ánh sáng chói lóa ập đến, chói hơn cả thiên đăng ẩn quang của Phúc Nguyên, kéo Bảo An trở về với thực tại. Thực sự là kéo, vì nó cảm thấy như có một người nắm vai nó giật mạnh ra phía sau, chới giới xích chút nữa ngã ra sóng xoài. Nó chớp mắt mấy cái, nước mắt chảy ra đầm đìa. Mọi thứ chỉ là một màu trắng xóa, cứ tưởng là mù luôn rồi, ai về chốc sau thì mờ mờ thấy lại được. Hồng Quán, Bảo An và Phúc Nguyên đang đứng ở cầu thang, vừa thấy nhau thì ai cũng lui về sau một bước thủ thế. Hồng Quán hỏi: Ảo giác? Bảo An vỗ trán thở dài, nó nói lại chuyện vừa gặp. Hai người kia nghe xong thì mới biết rằng họ đều bị chung như vậy, đều có một kẻ giả mạo đến tấn công, rồi chạy dọc hành lang thì gặp phải những đoàn ma quỷ cô hồn đang đứng đậy hai bên. Họ đều có suy nghĩ chung là không thể chạy mãi ở trong hành lang, cũng không thể vào phòng, chỉ có nước nhảy qua cửa sổ. Đúng lúc đó thì tiếng chuông vang lên. Hồng Quán nói: Không đứng đây được, chuyện hồi nãy quả thật vô cùng lạ. Dù nơi này có là cái mã gương đi chăng nữa thì cái áp khí này không phải là âm khí như ma quỷ. Câu nhà này rốt cuộc là cái gì đây? Chỉ bằng nắm đầu Triệu Kính Sĩ, hỏi về cô gái mặc áo đỏ kia là rõ ngay thôi. Phúc Nguyên trầm ngâm. Thứ áp lực từ ngôi nhà này đó, giống như nó là một cái động ngải vậy. Lúc nãy trong ảo giác tôi thấy có rễ cây, thứ mà người trong giới của tôi dùng để luyện ngải đó. Vậy cách hóa giải là như thế nào? Chỉ có cách tìm ra gốc ngải, cắt đứt nó là xong. Nhưng mà thầy ngải luôn giấu cái gốc đó rất là kỹ, nói tìm thì dễ gì mà tìm được chứ. Hồng Quán gãi cằm ra vẻ tư lự. Nếu mà cái nhà này là cái mộ thì bên trong sẽ có quan tài. Bên trong quan tài thế nào cũng là cái gốc ngải đó. Bảo An chen ngang: Làm sao biết được cái quan tài là phòng nào? Chưa chắc, có khi quan tài là một vật cũng không chừng. Đã kỳ công làm ra cái mã này á thì dễ gì họ không giấu cái quan tài thật kỹ. Nhưng vấn đề là mục đích, ông ta làm như vậy để làm gì? Anh Quán nói đúng. Ít ra bây giờ chúng ta đã biết được cái nhà này là cái gì rồi. Việc tiếp theo là tiến hành tìm ngay. Chắc phải gặp Triệu Kính Sĩ một phen. Không tìm được ông ta đâu. Là Từ Hô. Ông ta đang bước lẩn thẩn lên cầu thang. Phúc Nguyên nhìn Từ Hô, mắt đanh lại. Nè ông anh, quy luật giang hồ đó giờ luôn là phải giới thiệu công việc. Ông anh cứ 5 lần 7 lượt úp mở về câu chuyện tại nhà này. Ai về đâu vụ bọn tôi vào mã? Từ Hô lắc đầu rồi thở dài. Ông lè lưỡi ra, cái mặt bên dưới lưỡi có một cái miệng và một cái lưỡi khác nữa. Vừa nhìn thấy, ba người họ đã kêu lên: Bồ nuốt lưỡi. Từ Hô gật đầu: Đúng vậy đó. Bạn ơi, tôi có muốn như vậy đâu, nhưng mà nếu tôi kể chuyện này ra tôi sẽ bị chết, cho nên chỉ còn cách là kêu mấy cậu trực tiếp vào đây. Mấy cậu thông cảm cho. Ông còn tặng tôi cái đồng hồ này, nó hút hồn tôi mấy nay đó, ăn không ngon ngủ không yên đây nè. Cái nhà này cứ hễ 11 giờ đến 1 giờ trưa với 11 giờ đến 1 giờ tối thì đều như trở thành địa ngục như vậy đó. Giờ tí cho giờ ngọ, nhưng rõ ràng ông ta xuất hiện sờ sờ hồi nãy mà. Làm cái gì mà ông nói không tìm ta được chứ? Đó chỉ là những hành động lặp đi lặp lại thôi. Mỗi lần tôi bước vào nhà này thì đều không cưỡng lại được mấy cái hành động đó. Nó cứ như vậy suốt. Mấy người dẫn tới lúc trước cũng y như vậy đó. Hồng Quán hỏi: Vậy là những người trước... Từ Hô đáp gọn lơ: Bây giờ chết hết rồi. Hồng Quán hỏi tiếp: Vậy còn cái thằng ở với ông già mặt chuột thì sao? Tất cả đều là ảo ảnh của cái mã gương này hết đó. Phúc Nguyên rất giận, anh mắng: Vậy thì ông tự đi mà xử cái nhà này, tôi không làm giúp ông nữa, đi chết đi. Từ Hô kéo tay Phúc Nguyên lại rồi khẩn khoản nói: Đừng như vậy chứ, cam kết rồi mà. Tôi biết cái người lấy đồ của các cậu rồi, vậy các cậu phải giúp tôi chứ, sao lại thấy chết mà không cứu được. Hồng Quán ngăn Phúc Nguyên lại: Gồm ra, ông nói biết rồi, người đó là ai, ở đâu?
Phúc Nguyên chỉ mặt tựa hô rồi gắt lên: "À, khai sạch ra mau lên, ông giấu giếm nửa lời á, tôi giặt đầu ông đó." "Đầu dám, đầu dám. Người ấy tên là Thái Văn Khởi đó." Hồng Quán nghe qua như một tiếng sét đánh ngang tai. Thân thể của anh bỗng rủng, tay chân không vững nữa. Anh lắp bắp: "Thái Văn Khởi, người đó trông như thế nào? Lấy làm gì? Làm sao biết được?" Tự hô nói rằng trong chợ đã biết tung tích Văn Khởi, vì anh ta cũng hay vào chợ giao búa này để giao dịch. Sáng nay đến sớm, hành tung kín kẻ, vào rồi đem thứ vũ khí lạ lùng ấy đi ra. Văn Khởi dĩ nhiên không còn ai lạ gì nữa, cho nên thông tin này thì chắc chắn là đúng. Hồng Quán rụng rời tay chân. Sư huynh của anh giết người, cướp thiết bút để làm gì chứ? Phúc Nguyên hỏi. Có biết tại sao anh ta làm như vậy hay không? Tự hô rung rung: "Nghe đầu là đi cướp mộ ở cổ chiên đó." Tự hô hít thở mấy cái cho thật bình tĩnh rồi thuật lại: "Đúng rồi, thật ra là 6 ngày trước có một người tên Lý Quỳnh đến gặp tôi, nói cho tôi biết cụ thể về ngôi nhà của Triệu Kính Sĩ đang bị chuyện gì. Nhưng mà tôi nhờ thì anh ta không chịu. Anh ta nói là Triệu Kính Sĩ luyện cơm ma, bị quá điên rồi." Phần 8: Tranh thợ. Lời nói của Tự Hô lập tức khiến cho ba người bọn họ chú ý. Hồng Quán hỏi ngay: "Chuyện cụ thể là sao? Ông kể đầu đuôi nghe coi nào." Tự Hô thở dài một cái, lúc bấy giờ mới bình tĩnh hơn được phần nào. Lão mới kể lại câu chuyện kỳ quái của dòng họ Triệu ở đây. Tuần trước, vào lúc giờ hợi, Kính Sĩ cho người đến nhà Từ Hô. Một hai bắt lão lên xe đem đến Tư Gia. Đêm ấy cũng là một đêm trời chuyển nhiều sấm chớp. Hồng Quán nhớ lại thì đúng là cái đêm mà bọn họ phá được Thiên Tướng Tiên Cung ở Cổ Chiên. Từ Hô từng đến nhà Kính Sĩ không ít lần, có thể gọi là thuộc lòng từng chiên gạch trong nhà, không thể nào đi lạc được. Ấy vậy mà trong cái đêm định mệnh đó, Từ Hô bị hai tên phu xe quăng vào cổng nhà, ngã chúi dụi. Ngẩng đầu dậy thì thấy thằng ở đã đứng ở trước cửa lớn. Bên trong cái sảnh đèn đuốc tối om, chẳng giống với mấy buổi đêm tiệc tùng mà Từ Hô được mời đến dự trước đây. Lúc ấy nơi này đèn sáng như cung điện hoàng gia chứ chẳng chơi. Từ Hô thấy làm lạ lắm, nhưng cảm giác lưng lạnh, tay chân mềm ra như thế này thì còn lạ hơn. Thằng ở thì đứng quay lưng với ông ta. Nó thấy Từ Hô lồm cồm đứng dậy được thì không nói không rằng, mở cửa lớn cho chậm chậm đi vào trong như một cái thầy ma. Từ Hô dấy lên một dự cảm bất an. Lão không biết chính xác đây là thật hay mơ, nhưng nhà của Kính Sĩ lúc này cứ như nhà ma. Lão quay ra sau thì cổng rào đã đóng lại. Người ngoài đường thậm chí nhìn còn ma quái gấp mấy lần cái sảnh lớn bên trong. Đã vậy còn mấy cái bóng trắng giật chợ lượn qua lượn lại. Từ Hô bất giác nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Lão bước lên theo thằng ở, mắt căng ra nhìn vào cái bóng đen dày đặc trong sảnh. Chẳng thấy được gì ngoài phần thân dưới của thằng ở chìm dần trong bóng tối, rồi mất dạng đi. Từ Hô mới đăm quãng, ý ới kêu: "Ông Triệu ơi, ông đâu rồi?" Từ Hô vừa đặt chân vào trong, cửa chính như bị kéo mạnh, đóng lại, kêu rầm lên một tiếng. Tiếng điệu làm cho Từ Hô đái ra quần. Lão khóc trống lên như một đứa con nít, quỳ khập xuống, tay ôm đầu, kêu lên như bị ai cắt cổ. Đột nhiên nghe tiếng kẹo kẹt như đưa giỏng, rồi nghe mấy âm thanh phần phần. Không gian bắt đầu có ánh sáng mờ mờ dạng cam, cho nên Tự Hô thử mở mắt ra xem. Tim vẫn đập như trống đánh. Lão ú ớ khi trước mặt mình là một hàng đèn cầy trắng, được sắp thành một đường thẳng, có 9 cây. Đầu này của đường thẳng đó là Tự Hô, đầu bên kia là Kính Sĩ.
Lạ một cái là chỉ thấy được nửa thân trên của lão ta, nửa thân dưới cứ chập chờn như ảo ảnh. Đã vậy lại gặp thêm cảnh đèn cầy cứ lay động, dù trong sảnh này không có gió, làm cho tự hô cứ tưởng mình cùng với kính sĩ đã gặp nhau ở âm tạo địa phủ. Tự hô vội chạy đến, miệng kêu: Trời đất ơi, cái gì vậy này ông Triệu? Âm hồn chết tôi rồi. Ai ngờ chân của lão cứ chạy, chạy mãi, mà hàng đèn cầy đột nhiên như dài ra theo. Lão không thể tiến đến gần kính sĩ được. Không gian cứ như bị kéo dài ra vô tận. Từ hô hốt quảng, trung linh cầm cập, kêu lên tiếp tục: Ông Triệu à, ông Triệu, ông nói gì đi ông Triệu. Triệu kính sĩ cúi gằm mặt, ông ta gằn giọng làm cho nó đục ngầu, rồi nói: Ông chết cho con chị. Từ hô quỳ xuống lại kính sĩ lia lịa như dí bà, cho kêu khóc: Trời đất ơi, tôi có làm gì đâu, tôi có làm gì đâu, oan ức quá mà. Kính sĩ vung tay ném qua phía tựa hô một cái đồng hồ quả quýt, rồi nói: Cầm lấy nó. Tựa hô vừa cầm cái đồng hồ thì đột ngột nắp của nó mở toang ra, một cái lưỡi nhỏ xíu phóng thẳng vào mũi ông ta, chui từ mũi xuống cuốn họng, cắn vào lưỡi ông đau điếng, khiến cho tựa hô suýt chút nữa thụt lưỡi mà chết thật. Cái lưỡi đó là thứ quái gì kia chứ? Tự hồ khóc không ra tiếng. Lúc bấy giờ kính sĩ mới nói tiếp: Cầm lấy cái đồng hồ đó thì ngươi có thể đi ra khỏi đây. Ta đang bị mắc kẹt trong chính căn nhà này. Thứ gì đó đã đảo ngược ngôi nhà này của ta, và nó đang làm chủ nơi đây. Ngươi không được kể chuyện này cho ai khác nghe, nếu như đang ở ngoài phạm vi của căn nhà. Bằng không ngươi sẽ bị cái lưỡi kia ăn sạch. Ngươi có 49 ngày để tìm thấy ta trong ngôi nhà này. Nếu qua 49 ngày, ngươi cũng sẽ chết. Tự hô vẫn còn đau dữ dội ở lưỡi, có nói được cái gì đâu. Mắt của hắn giàn giụa, một tay bịt miệng, một tay đưa về phía kính sĩ, ú ớ như thằng câm. Kính sĩ gằn giọng: Một ngày, ảo ảnh của ta sẽ xuất hiện hai lần, vào giờ tí và ngọ. Chỉ có thể tìm được ta trong hai giờ đó. Những giờ còn lại sẽ có một thằng ở hướng dẫn người. Nhớ lấy, phải tìm được ta trong vòng 49 ngày tính từ sáng mai. Tự hô khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa: Trời ơi ông Triệu ơi, tôi có biết cái gì đâu mà ông bắt tôi làm chuyện này chứ. Triệu kính sĩ lại gằn giọng: Thì ngươi đi tìm người, hoặc sẽ có người đến tìm ngươi. Hãy đi tìm Đoàn Phúc Nguyên và người bạn của nó, Đường Học Quán, dẫn tụi nó đến đây. Kính sĩ nói đến đó thì bóng tối sau lưng ông ta thấp thoáng hiện ra một cái áo sậm đỏ. Không có ai, chỉ có một cái áo không lơ lửng. Tay áo choàng qua cổ của kính sĩ, lôi ông ta vào bên trong, để lại tựa hô một mình giữa căn sảnh tối đen khi mà đèn cầy dần lụi tắt. Tự hô sợ đến chết đi sống lại, vừa quay ra đập cửa, nhưng tay vừa chạm vào thì cánh cửa gỗ nguyên tấm nặng trịch đã được mở rộng ra, làm cho lão chớ giới. Cổng cũng đã mở. Tự hô không cần biết gì khác, cắm đầu chạy thẳng ra đường. Trong mắt lão bây giờ chỉ là một màu tối mờ mờ. Đến khi lão vao vào một thằng kéo xe, ngã lăn quay ra đất thì mới tỉnh hồn lại. Lưỡi cũng đã hết đau không hay. Người trên xe là một quan ở Sở Cẩm. Người này tựa hồ có quen biết, cho nên ông ta cũng không chửi bới gì nhiều, mới hỏi rằng chạy làm chi mà như ma đuổi như vậy. Tựa hồ đưa mắt nhìn về căn biệt thự của nhà họ Triệu, chỉ còn một màu tối đen, mới lắp bắp nói rằng thứ đó còn hơn cả ma đuổi. Tựa hồ nhìn quan Sơ Cẩm, ông này tưởng rằng tựa hồ bị say xỉn hay đập đầu đâu đó rồi mê sảng, cho nên cũng không quan tâm, hỏi thăm mấy câu rồi đi tiếp. Tự hô thấy lưỡi tuy hết đau nhưng vẫn có một chỗ hơi nhói, mới chạy dội về nhà soi gương thì thấy dưới lưỡi của mình đã có một cái miệng nhỏ xíu, cũng có răng và lưỡi. Ông ta giật mình, lại còn thấy cả đồng hồ quả quýt lúc nãy lão vừa cầm lên. Khi cái lưỡi quái quỷ đó phóng vào mũi thì lão sợ quá dứt qua một bên, bây giờ không hiểu tại sao lại nằm ở trong túi áo của lão. Tự hô không ngủ cả đêm,
đến sáng thì quay lại nhà kính sĩ để kiểm tra. Quả nhiên khi bước vào cửa thì gặp một thằng ở. Nó đứng nép bên cửa, cười đon đả chào lão. Sau đó mặc cho tựa hô hoang mang, nó dẫn lão đi vòng quanh căn nhà. Căn nhà đã trở lại bình thường, nhưng không còn có ai cả. Trời đúng 11 giờ, kính sĩ từ sân đi vào. Thằng ở kêu tựa hô ăn cơm. Mọi chuyện lại xảy ra y hệt như những gì mà ba người vừa trải qua. Có điều tựa hô do có cầm cái đồng hồ nên chỉ thấy được kính sĩ hiện ra, hỏi rằng đã tìm được người hay chưa mà thôi. Tựa hô từ đó mới tin rằng chuyện này là có thật. Ông ta mới đành nhờ các đạo sĩ ẩn dật trong giới giang hồ giải dùm bài toán khó này, chứ không có đem báo với Sở Cẩm hay giới quan chức làm gì. Lúc ấy kỳ thực tựa hô cũng có đi tìm Phúc Nguyên, nhưng kẹt vì Phúc Nguyên đang ở Miệt Thứ, cho nên lão mới nhờ người khác coi được thì diệt luôn cái mã gương ma quái này. Mấy người được dẫn vào nhà đều không vượt qua được lần biến đổi của căn nhà. Tất cả lạc vào trong ảo giác ấy mãi, hoặc đã bị chết đi. Tựa hô lúc nãy thấy sắp 11 giờ cho nên mới vội vàng chạy đi, đứng ở bên ngoài đợi. Đúng 1 giờ thì mới vào trong lại, ngay lúc ba người kia thoát khỏi ảo giác đang đứng ở cầu thang. Lại nói đến chuyện của mấy ngày trước, Lý Quỳnh đến gặp Tựa Hô, nhưng không phải để giúp ông ta thoát nạn, mà chỉ nói thứ đang trùm lên căn nhà này và nguyên do của nó mà thôi. Theo lời của Lý Quỳnh, Triệu Kính Sĩ vì để làm ăn thuận lợi đã chơi ngải máu. Nhà hắn chính là một cái gốc ngải khổng lồ. Hắn lại luyện cơm ma. Ai ngờ người mà hắn đem ra luyện cơm lại có thể lật ngược tình thế, khiến cho hắn rơi vào ảo giác của cơm ma. Nhà này lại như một cái mã, một cái mã gương. Ảo giác gì vậy sẽ chân thật và đáng sợ hơn nữa. Tựa hô còn khẩn khoản nhờ Lý Quỳnh giúp, nhưng anh ta từ chối, nói rằng để phá được cái mã gương này thì phải cần có người trong nghề, chính là hành gia, để tìm được cách khai mở quan tài trong mã. Chuyện mồ mã này nằm ngoài khả năng của Lý Quỳnh rồi. Tựa hô thở dài thất vọng, nhưng Lý Quỳnh dỗ chai ông ta, nói chớ có lo, sẽ rất sớm thôi có hành gia tự tìm đến tựa hô. Khi ấy cứ dẫn đến nhà của Triệu Kính Sĩ là được. Người này và bạn đồng hành rất giỏi, có thể giúp được. Quả nhiên có hồng quán đến gặp. Trùng hợp là Triệu Kính Sĩ cũng có nói đến hai cái tên này. Như vậy nghĩa là sao? Lại có chuyện trùng hợp đến như vậy hay sao chứ? Phúc Nguyên nghe kể xong, quay qua nói: cơm ma. Hồng quán khoanh tay lại, trầm ngâm. Có bộ mấy thứ này dính với nhau rất chặt. Hễ cái thứ này động thì thứ kia động theo. Chỉ như loạn mộ vừa khai mở, cơm ma đã xuất hiện. Cái quan trọng nữa là kẻ đứng sau những chuyện này là ai? Chẳng lẽ là hậu duệ của cái xác đạo sĩ Hồ Lương ở làng Cậu Tre hay sao? Phúc Nguyên xách cổ áo tự hô, rồi nói: Triệu Kính Sĩ rốt cuộc là loại người ra sao? Tự hô nước mắt giàn giụa kể lại. Kính Sĩ tuy là người gốc gác người qua, nhưng lại là dân di cư từ ngoài miền Trung, nhà ở đất này. Trước kia có làm kiến và tranh kiến, vậy sau phất lên cho nên chuyển sang kinh doanh bất động sản. Tự hô cũng chỉ biết đến như vậy mà thôi, hỏi thêm nữa cũng chẳng khai thêm được. Phúc Nguyên trầm ngâm giây lát rồi mới nói với Hồng Quán: lại là gốc chân di cư miền Trung sao? Hồng Quán nhíu mày. Đúng là tất cả đều cùng một dây mà ra rồi. Bảo An gãi mũi, nó nói: nè, cái gì cái? Chuyện đứa trước này á thì nó cũng như vậy của tụi mình rồi. Chỉ bằng bắt Từ Hô đi mua một bữa thịnh soạn về đây, ăn cho no sai, giờ tí đêm nay á sẽ vạch trần toàn bộ chuyện này, vậy chẳng phải vui vẻ hơn sao? Hai người kia cho là phải. Từ Hô tới nước này dĩ nhiên kêu cái gì cũng làm, vội đi mua đồ vậy. Trong lúc đó thì ba người kia sẽ đi xem lại một vòng. Căn nhà này khi không phải vợ linh thì nó bình thường, hệt như có thằng người ở dẫn đi xem ban nãy. Phòng ốc, hành lang, cầu thang, tất cả chỉ còn cái lạnh mà bây giờ đã biết đích xác là vật khí của mộ mã. Hồng Quán nói: tới bây giờ thì có hai manh mối. Một là cái tiếng chuông kỳ lạ, hai là ngôi nhà này chính là một cái mã. Chúng ta phải tìm Kính Sĩ. Nghe thì cũng cảm thấy mông lung, có thể nằm ở chỗ lão đặt cái gốc ngải chặt. Cũng có khả năng. Nhưng mà như tôi có nói rồi đó, nơi đặt gốc ngải luôn được cất giấu rất kỹ.
Với lại việc kính sĩ là thầy ngải tự tay đặt cốc ngải, hay là nhờ một người khác làm chuyện đó, cũng quyết định đến nơi đặt cốc rất là nhiều đó. Tại sao Lý Quỳnh xuất hiện ở đây và lấp lửng về căn nhà này rồi về chúng ta nữa? Anh ta là người tốt hay sao? Lý Quỳnh là một người có đạo hạnh vượt tầm tôi rất nhiều. Anh ta không nhúng tay vào chuyện này ắt hẳn là có lý do riêng. Anh ta nổi tiếng trong giới vì hành tung thập phần bí hiểm, chẳng thể nào dễ dàng mà đoán được. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu mà Lý Quỳnh đã tìm đến ngôi nhà này á, cho thấy thứ bên dưới này chẳng có hề đơn giản đâu. Hồng Quán cũng cho là như vậy. Giống như chẳng ai ngờ được một ngôi nhà lớn như thế này lại được xây ẩn dụ theo hình thức của một cái mã với 81 viên gạch bích mã, chính là 81 cái khuôn bao cửa sổ. Hồng Quán thắc mắc, nếu gạch bích mã là khuôn bao cửa sổ, chẳng lẽ phải có 81 cái lỗ hổng hay sao? Các thế mộ mà anh biết chẳng có cái nào nhiều lỗ hổng như vậy cả. Vậy thì có thể suy nghĩ cho rằng gạch bích mộ là cửa sổ hay là khuôn bao có ý nghĩa rất lớn, vì nó sẽ lý giải được cái mã gương này hoạt động như thế nào. Bảo An đột nhiên lên tiếng: "Ý, sao tôi thấy nghi nghi à? Càng lúc linh cảm càng lớn á." "Ê, vụ gì?" "Thì từ cái chuyện cơm ma, rồi đạo sĩ họ Lương, rồi bây giờ lôi ra triệu kính sĩ luyện cơm ma. Nhớ lời của Lý Quỳnh còn nói á, kẻ mà kính sĩ đang luyện cơm ma đã giật ngược lại ông ta, khiến cho ông bị lạc trong mã gương không thoát ra được. Chuyện đó quan trọng, chúng ta chưa biết chắc là ông bị lạc hay là bị giấu, và tại sao chúng ta không có cái đồng hồ quả quýt của Từ Hô mà vẫn thoát ra ngoài được. Phải chăng là do chúng ta quyết định nhảy ra cửa sổ hay sao?" Hồng Quán nghe đến chữ đạo sĩ họ Lương thì nghĩ ngay đến Hải Yến, mặt anh thoáng chùng lại. Phúc Nguyên gật đầu: "Ờ, đúng vậy, ngươi không nói ta cũng quên mất. Nếu bị lạc á, thì sẽ khác, và bị giấu thì sẽ khác đó." Phúc Nguyên định hỏi ý kiến của Hồng Quán thì thấy anh đang đứng đờ đẫn, mới vỗ vai một cái làm cho Quán giật mình. Nguyên hỏi: "Anh sao vậy?" "Tôi bình thường mà, chỉ thấy hơi khó hiểu một chút thôi." "Về chuyện gì?" "Hai người có thấy không, mấy căn phòng lúc này á với hồi nãy có một điểm khác biệt gì hay không?" Phúc Nguyên trầm ngâm. Nếu như Hồng Quán nói như vậy thì đương nhiên không phải là vật dụng bình thường trong phòng, vì nó khác ai cũng biết. Anh cảm thấy ngờ ngợ ở một điểm khác. Dĩ nhiên ngoài không khí ma quái ra thì không thể nhớ được nó là cái khác gì. Bảo An kêu lên: Là bức tranh." "Đúng rồi, phòng bây giờ không có tranh, chỉ khi quá thành mã gương nó mới có tranh thôi. Nội dung bức tranh đều có nhắc đến một cô gái mặc áo đỏ. Cô ta là ai và tại sao có trong tranh là điều rất quan trọng." Phúc Nguyên nói: Chẳng phải là Tự Hô có kể rằng ông Triệu này có một cô con gái 17 tuổi, năm ngoái mới chết rồi sao?" "Đó cũng chỉ là một suy luận thôi. Cách thức cô ta xuất hiện trong các bức tranh làm cho tôi có cảm giác cô ta không phải là con của Triệu Kinh Sĩ. Nè, mà có ai đoán được cô ta tại sao lại mặc váy đen, áo đỏ hay không?" "Đó là trang phục làm đám cưới của tầng lớp bình dân. Cô ta bới tóc, cài trâm, mặc áo sẫm đỏ thêu hoa, váy đen. Gần đây thì mới mang giớ tay dài dài. Còn ngày trước á, thì chỉ xỏ tất liền với dài dài thôi." Hồng Quán nói đúng là như vậy. Một căn nhà mã gương, một cô gái chuẩn bị lên xe qua, một cốc ngải được cất giấu bí ẩn, một kẻ luyện cơm ma. Tất cả đó nói lên điều gì nếu như không phải Triệu Kính Sĩ có thể dùng cô gái để thực hiện một loại nghi thức cổ quái nào đó để mà luyện cơm ma hoặc nuôi ngải chẳng hạn. Chẳng may linh hồn cô gái mang quá nhiều oán giận đã tìm cách quật ngược lại Kính Sĩ, làm chủ căn nhà này vào mỗi giờ tí và giờ ngọ. Có quan niệm cho rằng khi chết mặc áo đỏ, mắt sẽ trông thấy màu đỏ, thì linh hồn sẽ ghi nhớ mãi về cái chết của bản thân. Do đó những cô gái bị lừa tình khi chết đều sẽ mặc áo đỏ để chết rồi quay về báo thù, vô cùng tàn độc. Theo Hồng Quán đó chỉ là những lời đồn huyễn hoặc mà thôi. Đã mang uất ức cùng cực thì dù có trần truồng cũng sẽ trở thành quỷ báo quán, chứ không nhất thiết phải quy định về quần áo phải ra sao. Phúc Nguyên nói, anh mới nhớ ra, cách vẽ tranh ấy chính là cách vẽ truyền thần để thờ.
Vẽ truyền thần trưng bày có một nguyên tắc là không vẽ đủ hai tay. Vì người xưa quan niệm, nếu như tranh ảnh mà giống với người thật, lại có đủ tay chân như người, thì nó sẽ rút sinh khí của người sống từ từ để mà truyền qua nó. Khi đó người đang sống sẽ bị bức tranh giật chết, còn nó sẽ tự tranh chui ra. Người được vẽ tranh, nhìn vào tranh càng nhiều thì càng mau chết. Ấy là lý do vì sao khi máy ảnh lần đầu được đưa vào Việt Nam và Trung Quốc, người ta chụp ít khi để nhú cả hai tay ra, giấu một hoặc là hai tay luôn. Còn tranh truyền thần để thợ thì khác. Tranh này khi họa gần xong sẽ để cho trống phần tứ chi. Cho đến khi người ta gần chết thì họa sĩ sẽ để tranh sát giường của người hấp hối. Lúc đó thảo ra rất nhanh phần tứ chi còn thiếu, lại cho người chết nhìn vào tranh lúc lìa đời. Mục đích là dùng tranh để lưu giữ phần khí chút ít của người đã chết, làm cho người sống cảm thấy không bị hiu quạnh. Mỗi lần nhìn vào tranh cứ có cảm giác như người kia vẫn còn, chưa chết. Điều này đồng nghĩa người đó thật ra không chết, chỉ là chút sinh khí ấy gá tạm bợ vào bức tranh mà thôi. Hay nói một cách khác, bức tranh là nơi chứa hồn ma. Cách này nghe thôi thì cũng biết là loại tà đạo. Lưu hồn giữ phách của người khác thì khó mà là chánh đạo cho được. Lại nói về chuyện vẽ tranh, Phúc Nguyên nói nếu như giờ tí mà nhìn vào tranh truyền thần của chính mình, nếu nó có hai tay hai chân đầy đủ thì nó sẽ kêu tên mình. Mình mà trả lời lại thì sẽ bị hút hồn vào trong tranh thay cho nó ngay. Lúc này thì Thừa Hô quay về, đem theo dịch quay và rượu thơm lừng. Ba người ăn uống ngon lành no say. Đột nhiên Hồng Quán nhớ ra gì đó liền hỏi: "Nè, chuyện vợ con Kính Sĩ bị giật chết thực ra là sao?" Thừa Hô nhìn quanh như lo sợ Kính Sĩ đang để ý lão ta, lão mới nói thì thầm: "Thực ra là biến mất chung với lão. Tất cả gia nhân trong nhà này đột ngột biến mất như vậy đó. Có khi nào ông giết hết để mà luyện ngải gì đó không?" Bảo An đang ăn cái đùi vịt, nó hù Thừa Hô: "À đúng vậy á, còn ông chỉ đợi hết ngày thì lão bắt vào thôi chứ không có tha đâu." Thừa Hô kêu lên hức hức như sắp khóc. Hồng Quán bảo Thừa Hô cứ quay về, sáng mai đến là được. Lão nghe xong thì lủi thủi đứng lên đi về, điệu bộ hệt như người đang chịu án chém. Phúc Nguyên nói: "Quả thật Kính Sĩ luyện ngải bị giật. Phen này chúng ta phải nhanh chóng tìm ra mối liên hệ của cái nhà này với loạn mộ và cơ ma. Không thôi phải kẹt trong cái mã gương này với lão ta thì bỏ đó." Ba người đánh chén xong thì nằm ngủ một giấc sảng khoái, sẵn sàng cho cuộc chơi trốn tìm khủng khiếp sắp ập tới. Giờ hợi năm khắc, chốc nữa thôi qua giờ tí. Bây giờ ba người họ đã tỉnh như sáo, ai nịch gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng tìm hiểu bí mật cái mã gương khổng lồ. Cái đồng hồ quả lắc đặt đối diện cái nhà ăn bắt đầu kêu lên từng tiếng tích tắc, càng lúc càng lớn. Rồi bon, bon, tiếng chuông trầm đục vừa ngân lên, cả khuôn viên sảnh lớn ở bên dưới, hay chính xác là cả ngôi biệt thự vang lên một tiếng phụp. Tất cả đèn đều tắt, khắp nơi chìm vào trong màn đêm. Nhưng ba người bọn họ đã sớm chuẩn bị giải đuốc, đèn vừa tắt là thắp lên ngay. Phúc Nguyên đang đánh lửa, xung quanh vang lên những tiếng két két của xe đẩy và thứ gì đó đang bay lượn. Tối om không thấy được gì hết, chỉ có Bảo An là nhắc liên tục: Nó đang bay vòng vòng kia." Đuốc vừa sáng, họ thấy trước mặt mình là cầu thang dẫn lên tầng 2. Ánh đuốc vừa sôi được chừng đâu đó 8-9 bậc thang dẫn lên, lọt vào vùng sôi sáng của đuốc là một cái áo sẫm đỏ và váy đen đang đung đưa nhảy múa. Trông không thấy người, nhưng chỉ nhìn cái áo thì biết được nó đang đứng quay lưng với ba người bọn họ. Kèm theo cái áo ma quái là tiếng hát ngân nga, giọng của một cô gái trẻ. Tiếng hát vang lên càng về sau càng như ứ nghẹn lại, giọng trở nên phẫn uất, không nghe rõ là đang hát cái gì.
khắp nơi tựa như có cả trăm cặp mắt đang chọc xoáy nhìn vào óc, khiến cho da gà da vịt nổi đầy lên. Cái áo đỏ lắc lư một lúc thì đứng im. Độc Ngột quay trở lại như đang nhìn xuống. Bảo An khẽ nói: "Cẩn thận, tôi cảm giác như nó đang dự tính gì đó đó." "Kệ nó, chúng ta cứ đi tìm kiếm thứ cần tìm thôi. Thời gian không còn nhiều đâu." Phúc Nguyên không thể khai chú lúc này. Thật ra là anh không chắc chú của mình có hiệu lực trong cái mã gương vốn dĩ là ảo giác này hay không. Với lại anh sợ nếu như chú mà có tác dụng, một đòn thiên đăng diệt sạch miễu, chắc ăn là diệt luôn cả kính sĩ. Khi đó khó lòng thu thập thông tin. Hồng Quán tiến lên trước, dùng đuốc hơ hơ mấy cái về phía bộ quần áo đang nhảy múa, làm cho nó giật lùi về phía sau, rồi lướt đi lên cầu thang, tan biến vào trong bóng đêm. Khác với lúc trưa, bây giờ bên ngoài khung cửa sổ kia không có sấm chớp rì rầm nữa, mà chỉ có một màu đen kịt. Ba người cầm hai cây đuốc, từ từ nhích từng bước lên tầng 2. Hồng Quán cho rằng cứ tìm từ trên xuống cho chắc ăn. Ít ra hồi trưa có một âm thanh nghe như tiếng chuông bể, có vẻ như phát ra từ tầng 2. Tìm được phòng có tiếng chuông, coi bộ sẽ tìm ra được nhiều thứ khác. Vừa bước lên tầng 2, họ trông thấy lại cái hành lang dài tích tắp. Phúc Nguyên nói cứ đi lên tầng 3, lát nữa mới xuống xem nơi đây. Đột nhiên Hồng Quán nhớ lại một chuyện, anh hỏi ngay: "Hồi trưa anh chỉ bảo ăn, ai là người ở tầng 3 Phúc Nguyên đáp: "Là tôi, có sao?" Phúc Nguyên chỉ hỏi đến đó, anh chợt thấy cái lưng lạnh ngắt. Rõ ràng là khi trưa anh ở tầng 3, lúc kẹt trong căn phòng ảo giác bị truy đuổi, chạy ra hành lang bên ngoài, thì thấy nó đã biến thành một hành lang không có hồi kết. Vậy làm sao khi tỉnh dậy, anh lại đứng ở cầu thang tầng 2? Phúc Nguyên chưa kịp nói gì, thì từ sau lưng Hồng Quán vang lên âm thanh cười hí hí, như con nít đùa giỡn. Một tấm vải đỏ phấp phới bay sọc đến. Bảo An là người phản ứng đầu tiên, nó đẩy Hồng Quán qua một bên, còn mình thì ngã theo chiều ngược lại. Phúc Nguyên dùng dao chém vào mảnh vải. Mảnh vải rất to, suýt chút nữa đã trùm được anh. Anh chém không đứt được nó, thì nhảy sang một bên tránh né. Ai dè khi nhảy ra khỏi tấm vải, anh thấy anh đang ở trong một cái phòng. Giữa phòng là một cái quan tài sơn đỏ, đầu quan để một vòng hoa màu đỏ và một con hình nhân giấy, mặc áo sẫm đỏ, váy đen. Bên tai anh văng vẳng câu nói: "Trên đầu, sau lưng." Hồng Quán bị Bảo An đẩy ngã, anh lộn một vòng trên đất. Đến khi ngồi dậy thì thấy mình đang đứng trong một căn phòng mà hồi trưa anh lạc vào. Đối diện với anh là bức tranh thợ vẽ cô gái cầm hoa. Tuy nhiên lúc này nó đã được tháo xuống, đặt dựa nghiêng vào tường. Điều kỳ lạ đó là ở phía tường, chỗ từng để bức tranh, có một vết ố màu đen. Vết ố đó có hình người, trông rất bẩn. Không biết đã bị bám phải thứ gì mà có chà xát cũng không tẩy đi được. Hồng Quán để ý thấy vết ố hình người này chính xác là hình dáng của cô gái trong bức tranh. Hệt như có một người nào đó đã dùng một loại vật liệu đặc biệt để vẽ chồng lên trên bức tranh, làm cho màu vẽ mới này thấm ra phía sau, dính lên tường, tạo thành vết ố. Hồng Quán nhìn vết ố chầm chầm như bị thôi miên. Hức, hức là tiếng khóc. Nó đột nhiên vang lên trong lúc mọi thứ xung quanh đang vô cùng yên tĩnh, làm cho Quán có chút giật mình. Hồng Quán nghe tiếng khóc thúc thích phát ra từ bức tranh, anh cũng đã biết nó đang có điều gì muốn nói, mới lùi lại để nhìn vào tranh. Mắt cô gái trong tranh chảy ra thứ máu đen ghê tởm. Hồng Quán bước đến, chạm vào lớp vải tranh, chạm luôn cả vào lớp máu đó. Anh quẹt ngang một đường, màu tranh đang bị thứ màu đen đó làm loang ra, để lộ bên dưới một lớp màu khác. Hồng Quán giật mình, càng lấy tay chùi máu, thì lúc sau thấy bên dưới có một bức tranh khác. Hồng Quán lấy cái rèm chùi đi lớp màu bên trên. Lòng anh dâng lên một nỗi sợ. Anh thấy tóc, trán, rồi chân mày, mắt của bức tranh rất quen thuộc. Khi chùi xong phần đầu bức tranh, bên dưới là bức tranh gốc được vẽ bằng thứ chất liệu quái dị, dính rất chặt vào vải vẽ. Khuôn mặt nó loang lộ máu, nhưng vẫn cho Hồng Quán biết được rằng nó đang vẽ ai. Khuôn mặt này đích thị là của Lương Hải Yến.
bên tai Hồng Quán đột nhiên vang lên một giọng nói thỏ thẻ. Đừng, Hồng Quán. Phần 9. Kế hoạch của Lương Gia. Căn phòng mà Hồng Quán đang đứng đây nhìn thì vẫn y hệt như trong giấc mộng ảo giác ba người gặp phải Mã Gương vào lúc trưa. Tuy nhiên lần này chỉ khác một điểm, đó là bức tranh cô gái mặc áo đỏ cầm qua đã nằm ở dưới đất. Trên tường có một vết ố màu đen có hình cô gái đó. Một là bị thấm máu, hai là bị thấm bởi màu vẽ. Vì sau thời gian qua đi thì trên tường chỉ còn một hình thụ cơ thể người có màu đen hơi đỏ một chút. Hồng Quán đến gần thì phát hiện trên bức tranh cô gái áo sậm đỏ tay cầm hoa là một bức tranh được vẽ chồng lên một bức tranh khác. Khuôn mặt bức vẽ bên dưới chỉ nhìn sơ qua đã biết rằng đây là Lương Hải Yến, không thể sai lệch được. Cửa sổ đập lên chan chát, bên ngoài giông gió vô cùng mạnh, đáng lý trong này thì phải lạnh lắm, nhưng Hồng Quán thấy cơ thể nóng vô cùng, như có một luồng suy nghĩ ma quái kéo giãn tâm trí của anh ra. Anh đang gặp phải thứ gì đây? Chẳng lẽ Lương gia thực sự có liên kết với toàn bộ chuyện này hay sao? Chớp giật đùng đoạn, bên ngoài vang lên một tiếng ngân nga trong trẻo. Tiếng ngân nga thì trong thật, nhưng không rõ là đang hát về cái gì. Thứ nghe rõ nhất là tiếng thì thầm bên tai Hồng Quán. Đường Hồng Quán. Tiếng kiều ấy đích thị là giọng về từ âm ti, cứ nghe như đang trôi xung quanh mang tai, lúc nổi lúc chìm, ám ảnh vô cùng. Thậm chí Hồng Quán vừa nghe thấy thì lưng đã lạnh ngắt, tay chân mỏi nhừ như muốn rụng ra. Tranh thờ là thứ tranh truyền thần, người thợ vẽ tranh thờ truyền thần đợi lúc người sắp chết thì cho nhìn vào tranh. Tranh sẽ nhân đó mà cướp đi chút sinh khí còn lại của người sống, cho nên bức tranh sẽ có được thần thái. Còn nếu nhìn vào tranh thờ mà nghe có tiếng gọi tên mình thì tuyệt đối đừng trả lời, bằng không sẽ bị hút hồn vào bức tranh. Còn tranh thì sẽ thành tinh mà nhập vào cơ thể của mình. Biết thì biết như vậy, nhưng bức tranh trước mặt đang chảy máu từ phần mắt và mũi. Máu cứ như được bơm ra, cháy ồng ọc thành một dệt dài, lan đến chân Hồng Quán, động lại thành một vũng lớn làm cho anh giật mình đứng dậy. Trong chốc lát, thoát khỏi sự kiềm tỏa của tiếng thì thầm địa ngục kia. Ai ngờ khi đứng dậy, Hồng Quán chưa hết bàng hoàng thở dốc thì đã giật mình khi thấy vết ố trên tường đang đậm lên. Chỗ vị trí của khuôn mặt như có thứ gì đó cố chui ra khỏi tường, làm cho bức tranh căng phồng lên, rồi trát đứt ra hai dệt, trông như con mắt đen sì nhìn chòng chọc vào Quán. Gió đập vào cửa, cửa đập vào tường, rèm trắng bay loạn xạ như cờ tang. Bên ngoài cửa sổ vọng đến một tiếng hát, một điệu hát đám cưới đã từ rất lâu rồi Hồng Quán chưa nghe được. Âm điệu vui tươi, nhưng lời hát thì không phải một trong các khúc hỷ, mà đã được đổi lời. Giọng hát lại quá buồn và ảm đạm. Kiều qua, qua nhà chồng. Nhà chồng, đồng vắng mênh mông. Nhìn mà tiếp nhớ, tiếp trông tiếp về. Chàng ơi, chàng hỡi, chàng ơi, đáy sông còn đó, mấy đời tiếp cũng mong. Dưới chân Hồng Quán vang lên tiếng lách tách. Anh nhìn xuống, thấy bức tranh đã chảy máu nhiều đến độ làm trôi toàn bộ màu vẽ cũ, để lộ ra toàn bộ bức tranh vẽ bên dưới, vô cùng tỉ mỉ, chi tiết, màu sắc cũng tươi mới vô cùng. Vì còn mới cho nên độ u ám của bức tranh vẫn được giữ nguyên. Nếu quả thật người đó là Hải Yến thì bức tranh này đích thị là vẽ ngày cưới của cô. Hải Yến đang mặc một bộ đồ cưới truyền thống của xứ Lục Tỉnh, đầu đóng khăn, áo lụa có màu vàng quả tiết phụng thêu màu đỏ và xanh, trông như áo ngủ thân nhưng dài hơn, tay rộng và dài quá ngón, quần trắng, mang giày đỏ thêu hoa. Phía sau bức tranh là một đoạn trước kiệu và một con sông. Cảm giác cờ xí rợp trời trong bức tranh không phải là một ngày vui, mà là một đám đưa tang sầu não, đến độ mây trời cũng đụng lại thành từng cục màu xám khổng lồ. Tuy là máu chảy ra từ mắt, nhưng bức tranh không bị bám vết máu. Máu chảy ra
động lại thành một dũng lớn dưới sàn nhà, to như một cái thau. Căn phòng bây giờ không còn màu đỏ và trắng ngả dạng sang trọng nữa, nó dần biến thành một màu xám tro lạnh lẽo. Ánh đèn cũng phát ra thứ ánh sáng xám ma quái. Hồng Quán đứng giữa một vũng máu, thân hình đờ đẫn, mồ hôi ướt đẫm. Anh đang cố gắng cử động thân thể nhưng không được. Dường như toàn thân bị phủ bởi một lớp băng đá. Bên tai anh, giọng nói thủ thỉ lại vang lên. Anh nghe rõ ràng giọng đó đến từ bức tranh. Đường Hồng Quán, đừng đi. Đường Hồng Quán. Hồng Quán mềm nhũn tay chân, ánh mắt dần mờ đi. Đích thị đã rơi vào thuật nhiếp hồn của bức tranh thờ bí ẩn có khuôn mặt của Hải Yến kia. Anh bất giác mà thốt ra mấy tiếng. Ai đó? Ai đó? Một tia sét rạch trời đánh thẳng xuống ở ngoài cửa sổ. Đầu của Hồng Quán đột nhiên cứng đơ, rồi như có một bàn tay lạnh ngắt nào đó chỉnh cho anh quay lại nhìn ra cửa. Kế bên tấm rèm trắng mỏng tan bay phần phật là một thứ gì đó đen sì đang bám vào bộ cửa sổ. Hồng Quán căng mắt ra nhìn lại một lần nữa thì thấy đó là năm ngón tay gầy guộc như lóng trúc đang bấu vào đó. Rồi nó gồng lên, lấy sức đu lên thành cửa. Lù lù xuất hiện ra một cái đầu, tóc tua tủa như cỏ quang, rối và sơ xác. Khuôn mặt bị quất dưới lớp tóc đó. Dưới đầu là một cái áo sẫm đỏ và chiếc váy đen. Đích thị lại là cô gái váy đỏ tiếp tục hiện lên, bay lơ lửng trên bộ cửa sổ. Cái đầu cô ta ngẹo sang một bên, tóc bị gió thổi bay tứ tán. Hai tay và hai chân ốm tông teo như cây gậy. Mỗi lần chớp lóe sau lưng cô ta thì Hồng Quán lại thấy được đôi mắt cô ta đỏ rực lên. Cô ta từ từ đáp xuống bên trong cửa sổ, rèm bay hai bên làm cho thân thể cô ta ẩn hiện sau lớp vải trắng, vừa ma mị quyền bí vừa u buồn đáng thương. Cái đầu vẫn không thẳng được, tựa như cô ta chết bởi thứ gì đó rất mạnh đã bẻ gãy cổ. Cổ chỉ có thể nghèo về một trong bốn hướng, trước sau hoặc là trái phải mà thôi. Hai chân cô ta khép sát lại, mũi giày quay về hướng của Hồng Quán. Hai tay buông thõng, nó ốm đến độ gió có thể làm cho đung đưa. Lúc cái thi thể quái dị ấy đứng trong phòng, bức tranh không còn thì thầm vào tai Quán nữa, nhưng tiếng hát ngân nga thì anh lại nghe thấy lớn hơn. Khỏi nói cũng biết, tiếng hát ấy đích thị đến từ cái xác cô gái áo sẫm đỏ kia. Cô ta đang đứng im thì bỗng nhiên có một lực gì đó nhấc bổng cô ta nhẹ lên, cho cứ dậy kéo cô ta về phía Quán. Hai mũi giày cô ta vẽ hai đường thẳng đen xì lên trên nền gạch. Ánh sáng trong phòng đang từ màu xám chuyển dần sang màu đỏ mờ ảo, làm cho cái áo sẫm của cô ta đang mặc trông cứ như nhiễu máu xuống vậy. Hồng Quán vẫn còn một chút tri giác. Anh nhớ rằng bức tranh vẽ Hải Yến đang mặc trang phục đám cưới truyền thống của Lục Tỉnh, còn cô gái này đang mặc áo sẫm đỏ và váy đen thì đâu phải là phong tục cổ truyền ở xứ này nữa. Chẳng lẽ là hai người khác nhau? Căn phòng bây giờ làm cho Hồng Quán không phân biệt được màu sắc nữa. Ánh sáng đỏ làm cho anh hoa mắt, như chìm vào ảo giác. Mọi thứ đang đảo lộn. Lại còn một thứ mùi thoang thoảng như thảo mộc, cam thảo. Không khí lạnh ngắt, nhưng mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Hồng Quán nhớ lại xem có cách nào thoát ra được ảo giác nơi này hay không. Mặc dù anh vẫn biết ảo giác này được tạo ra từ động ngải của Triệu Kính Sĩ. Nếu không tìm được động ngải mà chặt đứt nó đi thì khó mà diệt được tận gốc ảo giác kia được. Còn đang phân vân, cái xác đã lướt đến trước mặt anh. Chớp vẫn lóe lên từng đợt sau lưng cô ta, làm cho cô ta càng trở nên đáng sợ. Có thể thấy dưới lớp tóc rối xù đó, cái miệng cô ta đang nhếch lên rồi hạ xuống, cất lời theo điệu hát. Yêu qua qua nhà chồng, nhà chồng đồng vắng mênh mông, nhìn mà thiếp nhớ, thiếp trông thiếp về. Chàng ơi, chàng hỡi chàng ơi, đáy sông còn đó, mấy đời thiếp cũng mong. Quán cảm thấy cuống họng của mình cứng ngắc, không thể thở được thoải mái. Cái xác đã tiến đến sát trước mặt,
một mùi hôi thối như heo chết xộc vào mũi. Lúc này xung quanh anh dường như rơi vào im lặng do bị chụp bởi một cái thau sắt khổng lồ. Không còn nghe tiếng gió, tiếng đập cửa sổ, tiếng sấm. Tất cả còn lại chỉ là tiếng hát ngân nga của cô gái áo đỏ. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, tóc trẻ ra một chút, đủ để thấy con mắt đen sì nhưng có đốm đỏ đáng sợ. Cô ta chụp tay Hồng Quán, bàn tay lạnh ngắt, xương sẩu, bóp chặt lấy tay Quán. Cô ta vẫn nghẹo đầu, miệng mấp máy, nhưng đã đổi lời hát. Đi theo tiếp, qua núi đồi. Núi đồi cao, gió thét gào. Tiếng chàng lặng trong núi cao. Đi theo tiếp, qua rừng sâu. Thấy được đâu, hồn nơi nào. Cất bước mau, cất bước mau. Chàng ơi, chàng ơi. Cô gái cứ vậy mà vừa nắm tay Hồng Quán, vừa lướt ra cửa phòng, khiến cho chân của anh cũng vô thức mà cuốn theo. Cửa phòng mở toang, trước mặt Hồng Quán là một hành lang dài thẳng tắp, được đốt đuốc hai bên. Dưới chân vẫn là những viên gạch trắng đen xen kẽ, nhưng có vẻ như cuối hành lang này là một thứ gì đó biến đổi, chứ không còn là hành lang nữa. Nhớ lại cái lần bị ảo giác mã gương lúc trưa, Phúc Nguyên được dẫn lên một căn phòng ở tầng 3. Nhưng khi ảo giác kết thúc thì anh lại thấy mình đứng ở cầu thang tầng 2. Lúc nãy bất ngờ bị tấm vải tấn công, Phúc Nguyên bất cẩn bị nó hất văng vào trong căn phòng. Anh biết là cũng đã rơi vào mã gương một lần nữa, có chạy ra cửa cũng vô dụng thôi. Cuối cùng cũng bị dính thứ ảo giác ma quái ệt như lúc trưa. Phúc Nguyên định bụng sẽ tìm hiểu thử bí mật của căn phòng này. Trước mặt anh, chỗ đáng lẽ là cái gương thì bây giờ lại là một cái quan tài đen có sơn họa tiết đỏ, và một con hình nhân giấy đang mặc áo sậm đỏ váy đen. Bên tai anh chăng chẳng câu nói: trên đầu, sau lưng. Phúc Nguyên quay ra sau, không có gì cả. Nhìn lên đầu, cũng không có gì. Quay ra trước, thấy nắp quan đã mở. Cùng lúc đèn trong phòng như chợt tắt, ánh sáng lu mờ chỉ còn lại hiu hắt như ánh đuốc. Nắp quan bốc lên một thứ khối màu xanh ma mị. Khỏi nói cũng biết cái thứ ấy chẳng có gì tốt đẹp. Căn phòng này tính ra độ âm u cũng cỡ lúc trưa mà thôi. Có điều bây giờ bên ngoài cửa sổ đang mưa rất lớn. Cái lạnh không biết là của thứ gì bám lấy da thịt của Phúc Nguyên như ướp đá, cộng với thứ ánh sáng chập chờn làm cho con hình nhân giấy cứ như đang cười nửa miệng. Hình nhân giấy, thứ này làm cho Phúc Nguyên liên tưởng tới nhiều thứ. Ví dụ như đám Triệu Côn dùng hình nhân giấy và làm minh hùng. Nơi này cũng có những thứ liên quan tới cưới hỏi. Chuyến hành trình đến Thiên Tướng Tiên Cung đã cho nhiều bài học về những thứ tưởng chừng như tình cờ, thực ra lại chẳng có gì tình cờ. Vậy cho nên Phúc Nguyên ít nhiều có suy nghĩ căn nhà của Triệu Kính Sĩ có liên quan đến chuyện tiết bút bị cướp đi. Phúc Nguyên sắn cao tay áo, bước đến gần cái quan tài, đã sẵn sàng phát chú tiêu diệt bất cứ thứ gì ma quái nhảy ra. Đến nước này cũng chẳng cần phải quan tâm có đánh động thứ gì hay không, thoát ra được nơi này rồi tính. Phúc Nguyên hít một hơi, lòng ngực lạnh đến độ muốn co lại. Căn phòng gạch đen và trắng xen kẽ, trong không gian nhá nhem tối như thế này, nhìn chúng cứ như đang chạy lung tung, chuyển động qua lại không có quy luật. Nguyên dụi mắt mấy lần, cái quan tài cũng như to ra rồi nhỏ lại. Biết rằng là do thứ ánh đèn, nhưng đành chịu. Anh nhìn lên thì thấy nó cũng đã dần pha đỏ đi. Trong quan tài nghe được tiếng lạch cạch, lạch cạch. Phúc Nguyên đứng yên, âm thanh đó ngưng lại. Phúc Nguyên bước tới, lạch cạch lại vang lên. Phúc Nguyên định khai thử thiên đăng, nhử nó ra. Ai dè khí lực vừa dồn đến tay thì cảm giác như có ngàn con dao đâm vào tay anh cùng một lúc, đau đớn khôn tả. Anh rút tay lại, lòng bàn tay có vết bỏng, đau rát vô cùng. Phúc Nguyên khó hiểu. Anh thử lại một lần nữa, ánh sáng còn chưa phát ra thì bất thình lình tay anh như bị ai đó lột da cắt thịt.
Phen này chẳng lẽ anh phải chết? Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Thiên Hài Tống Sát Hạnh Hương, tác giả Lâm Trà Thái Bảo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.